À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 3 và lâu lắm rồi Pháp Hòa mới có dịp sinh hoạt với đại chúng. Và hôm nay có ai có câu hỏi gì không? Có ai có thắc mắc trong chuyện học Phật hay chuyện tu không? Nếu mà không có, tức là chứng quả. Thưa đại chúng, có một lần là Pháp Hòa hứa với quý vị là nếu có dịp thì Pháp Hòa sẽ đọc cho quý vị nghe một vài cái câu đối ở trong chùa. Bởi vì ở trong chùa thì thường có những câu đối rất là hay, và câu đối nào cũng mang cái tính cách nhắc nhở chúng ta tu học rất là thiết thực. Hôm nay Pháp Hòa giữ cái lời hứa đó là tại vì kỳ này nhớ. Thì Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một câu, rồi chúng ta cùng nhau học hỏi. Và nếu có thì giờ thì mình làm thêm câu nữa, còn không thì mình làm một câu. Thường thường á, đối là gì? Đối tức là hai cái câu, hai cái vế bên phải, bên trái, họ chữ thì dùng khác và nghĩa thì nó tương đương, và mỗi một bên nó nói lên một cái ý nghĩa. Có nhiều khi một câu đối á, nó có tới mấy cái lịch sử ở trong đó. Chẳng hạn như hội chùa cũ á, ngay cái bàn tổ á, trong đó có câu gọi là tham thiền tu thấu tổ sư quan. Rồi khúc cuối là qua bên kia thì có những câu như là nhắc tới cái lịch sử của lục tổ, bên này thì nhắc tới lịch sử của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì đối là thường thường hai câu họ đi song với nhau, và nghĩa và chữ rất là hay. Pháp Hòa rất là thích cái cách người Á Đông mình có cái kiểu câu đối như vậy, rất là hay. Thì hôm nay Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe hai câu này. Cái câu đối này là của một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này là cái người mà rất là có công trong cái công việc dịch kinh Đại Thừa cho chúng ta được tụng đọc, như là kinh Địa Tạng, như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, vân vân. Quý vị nhớ ai không? Hòa thượng nào? Ai nói đúng có thưởng đó. Hòa thượng này là mình thường tụng nhất đó. Kinh Pháp Hoa mình cũng nhờ ngài dịch, kinh Hoa Nghiêm mình cũng nhờ ngài dịch. Những bộ kinh lớn là nhờ ngài hết á. Nếu mà không có ngài thì mình không có những cái kinh lớn này bằng chữ Việt để mình tụng đâu. Mà mình tụng mà mình không nhớ cái người dịch là dởm lắm. Cái này là dởm thiệt dởm chứ không phải dởm chơi nữa. Ai nhớ không? Ai mạnh giơ tay lên nói có thưởng. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, đúng rồi, nhớ chưa? Cái bây giờ ngồi gật gù Hòa thượng Thích Trí Tịnh đó, hòa thượng mà dịch những cái bộ kinh lớn để cho chúng ta tụng, ngài có cái công rất là lớn. Suốt cuộc đời của ngài lo dịch kinh những bộ kinh lớn, và khi nhiều khi mình tụng kinh mà mình cảm cái ơn của ngài dữ lắm. Nếu mà không có ngài thì mình không có những bộ kinh lớn để mà tụng. Và cái lối dịch của ngài rất là hay. Cái lời văn của ngài dịch đó, nó không có bóng bẩy nhưng mà không có quê mùa. Cái lối dịch rất là đặc biệt, dịch mà tụng mà nghe rất là đều đặn và suông tai. Ngài Trí Tịnh có một cái, ngài là một vị, một có thể nói là Phật giáo Việt Nam rất là hạnh phúc, rất là may mắn và rất là hãnh diện có một vị hòa thượng như ngài. Bây giờ ngài yếu lắm rồi, 80 mấy tuổi rồi, mắt của ngài bây giờ đeo kính rất là dày và ngài không có còn thấy đường rõ nữa, cho nên ngài không thể dịch được nữa. Và cái bộ kinh cuối cùng mà ngài dịch là kinh Bảo Tích, 9 tập, dày như thế này, 9 tập. Và ngài, trong quý vị nào có dịp mượn ở trong thư viện của chùa cái bộ kinh Bảo Tích, quý vị sẽ thấy cái chữ viết của ngài quệch quạc. Bây giờ ngài yếu đó, mắt không thấy cho nên ngài viết rất là yếu. Ngài có hai câu đối như thế này: phiền não khởi giai đa sự,
Thị phi sanh, chỉ vị đa ngôn. Đó là một câu. Phiền não khởi, giai đa sự. Thị phi sanh, chỉ vị đa ngôn. Phiền não mà khởi, tức là cái phiền não, cái làm phiền cái tâm hồn mình đó, nó khởi lên là bởi vì mình quá nhiều việc. Rồi thì những cái lời hơn tiếng thua, cái chuyện tốt, chuyện xấu, gọi là chuyện thị phi đó, nó có được cũng tại vì mình sao? Nói nhiều. Ở đời sống ai mà không cực, mà nhất là ở cái xứ này. Phải vậy không? Qua xứ này rồi ai cũng cực như ai. Ở Việt Nam á, mình đi làm tà tà thì mình vẫn có ăn. Ăn rất là đơn sơ cũng được. Mặc thì xin lỗi, chỉ cần cái quần xà lõn mặc cả ngày cũng được, là vì xứ nó nóng. Chỉ khi nào mình đi đường mình mới chồng thêm cái áo thôi. Quý vị thấy dưới quê không? Họ gửi tiền về mà cho các em ở dưới miền quê mà học, rồi thỉnh thoảng nó viết thư, nó gửi hình qua đó, là trên người nó chỉ vỏn vẹn có một cái quần à. Nó gửi thư, nó nói con rất là cảm ơn thầy cấp cho con tiền học. Chẳng những tiền của thầy giúp cho con mua được quần áo mới, cặp da mới, mà con còn giúp được cho ba mẹ con nữa. Thì mỗi một năm như vậy là mình gửi về, mình cho tiền đi học. Và Tết gửi về để một năm hai lần. Đóng tiền học vào tháng 8 và cho tiền ăn Tết, mua sắm trong gia đình tháng 1, đầu năm. Năm hai lần. Thành thử ra ở Việt Nam ấy, mà khỏi có cần phải nhức đầu. Có chiếc xe đạp phải dựng đâu cũng được. Phải không? Ở đây thì là phải có chiếc xe rồi phải gì nữa? Bảo hiểm. Và xe mà cũ cũ thì tệ lắm thì bảo hiểm một chiều. Không, còn xe tốt thì hai chiều, vân vân. Vậy cho nên ở cái xứ này thì bây giờ dù là cái người như thế nào thì cũng rất là cực. Nếu mà cái người mà họ không cực về thân xác mệt nhọc thì họ cực về cái gì? Họ cũng cực cái đầu, họ cũng cực cái suy nghĩ. Vậy cho nên ai cũng cực hết. Mấy ngày qua thì tuần rồi thì cũng có rất nhiều Phật tử đến tâm sự, ngồi nói chuyện. Thì qua cũng nói, ở xứ này không ai sướng hết á. Giờ mà lên chùa thấy gì, mấy thầy mà muốn chùa ranh cho queo, chùa được cho sung túc, được này kia, thì cũng làm quần quật cả ngày. Ăn cơm chúa phải múa tối ngày mà, phải không? Con vua thì được làm vua, mà con sải ở chùa thì quét lá đa. Xứ này không có lá đa thì đi xúc tiết. Rồi không có xúc tiết thì là phải làm cái này làm cái kia, vân vân, nhiều thứ lắm. Ở cái xứ này ai cũng cực và ai cũng khổ. Gọi là thâu ráng chịu cực cái sao hưởng khổ đó. Phải không? Vậy cho nên cái chuyện mà đa sự thì ai cũng đa sự hết. Ai cũng là người đa sự hết. Cho nên á, ngày xưa có một vị nói rằng cà sa ca sa vị trước hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Lúc mà mình chưa được đắp y, được chưa đi tu á, cái mình nói thôi cuộc đời mình sao nó khổ, nó lận đận, nó gian truân đủ thứ hết, thôi giờ có bộ vô chùa tu có bộ khỏe à. Nghĩ như vậy đó. Là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy mấy ông thầy sao sướng quá, không? Tới giờ cái đắp cái y chuyển chệ lên làm lễ, rồi tới giờ ăn cái có ăn. Nhưng mà bên trong cái hậu trường sân khấu đó làm sao? Cái đó là đóng kịch thôi. Chứ còn mà khi mà giảng tuồng rồi đó, tức là giờ khán thính giả đến đây ngày Chủ nhật nè, giờ khán thính giả mà về hết rồi thì đóng cửa lại rồi là nghệ sĩ ở trong này làm dẹp chết mồ chết tổ chứ bộ sướng hả? Quý vị nào mà Pháp Hòa nói là nói một kiểu, nó nghe thì nó vui vậy, nhưng mà thật sự ra đó là một sự thật. Ở Việt Nam là Phật tử họ đến chùa, họ công quả, họ này họ kia, còn ở đây là không có chuyện đó. Chỉ có cuối tuần thôi, còn ngày thường hay những việc. Cái đó không phải là mình trách, nhưng cái đó là một sự thật của cuộc sống. Mà khi mà quý vị mà thấy được như vậy á, thì quý vị làm cái gì? Chấp nhận. Mà chỉ có khi nào mình chấp nhận á, thì mình mới sống vui, sống khỏe được. Làm mà không thấy mệt là vậy đó.
Một ngày á, là mình đi ngủ khoảng chừng, cho mình ngủ nhiều lắm là 7 tiếng đi. Cái số thời gian còn lại là mình làm việc. Và có nhiều khi á, quý vị biết trong một ngày thôi, trong một giờ, cũng trong còn 2-3 tiếng đó mà không biết bao nhiêu việc nó dồn mình phải giải quyết. Như cách đây mấy hôm vậy. Mình chuẩn cái thường lệ là cái lớp học của mấy chú là chiều 6 giờ rưỡi thứ ba. Đùng cái có người phone tới nói bây giờ nhà đình có việc nhờ quý thầy, là Pháp Hòa phải cancel cái lớp của mấy chú, là phải chạy đi. Mà trong thời gian đó Pháp Hòa cũng hẹn, vì mình đâu có biết cái chuyện này nó xảy ra, lại hẹn là sau giờ học của mấy chú là có một cái lễ cầu nguyện cho ông cụ ở trên nhà thương, thăm ông cụ trên đó. Rồi rút cuộc cái ngày đó cái chương trình của mình là phải giống như con cá vậy đó, nó cứ quẩy cái đuôi và nó lòn lách để mà nó có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Ở cái xứ này nó vậy. Cho nên cái chuyện mà đa sự là cái chuyện ai cũng phải. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là đa sự mà mình biết sắp xếp và mình an vui với cái đa sự của mình, thì cái đa sự đó cho dù mà đôi khi có bực, nhưng mà cũng không có bực nhiều như là cái người chưa tu được. Cho nên cái chánh niệm mà Phật dạy của mình á, là không phải để bắt buộc mà để chấp nhận. Chánh niệm là mindfulness. Chánh niệm là cái ý thức hiểu biết cái hiện thực nó xảy ra cho mình. Và cái chánh niệm đó, cái mindfulness đó, nó giúp cho mình accept chứ không có expect. Nó giúp cho mình chấp nhận và không có gọi là vọng cầu, không có vọng cầu. Cho nên cái phiền não khởi giai đa sự, cái phần lớn cái phiền, cái việc của mình mà nó có cái phiền não mình nó sanh là bởi vì mình nhiều việc. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái phiền não nữa, bây giờ mình nói trong gia đình, khi mà hai vợ chồng làm việc, vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, về rồi cái thì ổng không có làm gì hết á. Ổng về cái là ổng rửa mặt, rồi cái là ổng lên ổng coi tivi, hay là tới giờ ăn lên ăn rồi ổng để chén đó cho mình dọn, coi như là cái chuyện gì mình cũng làm hết. Cái thôi rồi mới đầu cái mình cũng hơi bực, cái quý vị nói riết cái ổng cũng vậy thôi, cái thôi giờ quý vị không thèm nói. Mà không phải là không nói là tại mình tu không thèm nói, mà tại bực quá không thèm nói. Nó phiền não rồi, bây giờ cái phiền não nó thành một khối rồi. Rồi lâu ngày cái nó bùng, lâu ngày có nó bùng. Mà nếu mà bây giờ muốn giúp cho cái người kia bớt phiền não mà không nói ra, nhưng mà không có vẻ bực bội đó, thì bây giờ ông chồng đó, mà ông chồng có tu một chút, cái ông chồng đi phụ, đi làm về thì không nấu thì cũng phải phụ dọn chén, còn không thì vợ làm hết nhưng mà ăn rồi phải phụ rửa chén. Cái đó mới gọi là giúp cho người kia bớt phiền não, mà cái đó gọi là Phật tử biết tu đó. Quý vị thấy tu nó có xa không? Tu nó gần bên đó, chỉ cần ngay trong nhà mà ông chồng ý thức chút vậy thôi, cái tự nhiên cái nhà nó yên. Rồi bữa nào bà đi làm về mệt rồi, bà nấu nướng rồi cũng nấu vậy, cũng làm vậy, nhưng mà cái chén nào cái chén nấy nó nhẹ hửng à, nhưng mà để xuống nó nặng như cái thố vậy đó. Là tại vì sao? Là tại vì bực quá, phiền não mà. Đó, cho nên cái chuyện tu hành đó, Phật dạy nó không có xa, nó gần bên đó. Thôi bây giờ đừng có nói làm chi mà quý vị nghe, nhiều khi Pháp Hòa cũng bực. Nội cái chuyện mình thấy á, mình dạy cho mấy chú gần gũi, khi đi lên lầu cầu thang để có đôi dép cho nó ngay ngắn, đi vào trong phòng để có đôi dép cho nó ngay ngắn, mặc cái áo nào máng cái áo đó lên. Nhưng mà không có làm. Tới cầu thang là hai chiếc dép bẹt bẹt. Rồi một ông cũng vậy, mà hai ông cũng vậy, rồi một bà cũng vậy, một cô cũng vậy. Một lát cái thấy một bãi chiến trường. Thành thử ra cái chuyện nó không có phải là nó chật, nhưng mà tại vì mình không có sắp xếp. Rồi cái mình đi tới đi lui, cái mình thấy cái mình bực. Rồi cái mình là phải dọn. Dọn một bữa, hai bữa, rồi cái lâu ngày cái nó dồn cả cục, cái mình phải nổ. Cái bong bóng mà. Mà thổi riết thì nó bong bóng, mà thổi nó cũng mức độ nào thôi chứ. Thổi một hồi thì nó cũng bung chứ. Mà bung là hết xài. Vì vậy cho nên quý vị thấy không? Nếu mà mình thương thầy, mình giúp cho thầy đỡ bực á, để cho thầy tu á,
thì cái chuyện thầy dạy là để đôi dép cho ngay, rồi mình để cho ngay cái tự nhiên thầy cũng khỏi bực. Giờ thương vợ mà thấy sao hồi xưa mình mới gặp bả như tiên vậy mà càng ở sao bả cũng tiên mà tiên thề. Quý vị biết tiên thề không? Tiên thề là tề thiên đó. Rồi cái lúc đó rồi mình mới nói sao hồi xưa nghĩa là trăm năm biết có duyên gì hay không, mà gặp rồi sao hồi xưa như tiên mà giờ bà cũng tiên mà thêm chữ nữa tiên thề. Rồi bà mới nói tiên thề là gì thì giống bà giống tề thiên, tức là lăng xăng nhưng mà bà nhăn nhó như khỉ vậy. Lăng xăng rồi dọn dẹp như khỉ nhưng mà rồi đồng thời cũng nhăn nhó như khỉ vậy. Vì vậy cho nên mình có tu á, thì quý vị thấy nó có khác không? Cái tu là gì? Tu không phải cạo đầu mặc áo, tu không phải chuyện gõ mõ tụng kinh, mà tu là mình ý thức cái gì nó xảy ra trong gia đình. Đi học, đi làm về mà thấy mẹ mình bữa nay có vẻ kém vui thì mình khéo léo, mình an ủi mẹ bằng cách là phụ mẹ dọn chén, phụ mẹ rửa cái chén. Tu đó, hiếu ngay đó đó, thảo ngay đó đó. Nhiều khi mình có thể là mình còn nhỏ quá, mình không có thể nghe được những cái chuyện của người lớn. Nhưng mà ai nói con nít làm con không có thể an ủi mẹ được, an ủi được hết á. Mẹ buồn mình chỉ cần tới mình ngồi kế bên mẹ, mình để cái vai, cái tay của mình lên cái vai của mẹ thôi là mình an ủi mẹ rất là lớn. Mình thấy mẹ buồn mình chỉ cần nhảy vô lòng mẹ, mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ có biết không? Đó là một cái bài vọng cổ đó. Ai nói con nít không làm được chuyện đó? Con nít nó cũng có thể thể hiện một vị Bồ Tát. Quý vị nhớ trong kinh Phổ Môn nói sao không? Bồ Tát Quan Âm là có 32 ứng thân. Chỗ nào cần con nít để được độ, Bồ Tát liền hiện thân con nít để độ. Phải vậy không? Có nhớ trong kinh Phổ Môn có câu đó không? Nơi nào cần hiện thân người nữ để được độ, Bồ Tát liền hiện thân người nữ để chỉ đó mà nói pháp. Nơi nào mà cần thân thanh văn để được độ, thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, vân vân để được độ, thì Bồ Tát liền hiện những thân như vậy để mà được độ. Như vậy thì đứa con của mình á, mà mình đang bực mà vô, mình thấy nó dễ thương, nó bụ bẩm, nó đều là những Bồ Tát cho mình hết. Nó an ủi cho mình rất là lớn. Giống như mấy chú nhỏ trong chùa đó, lâu lâu cuối tuần cái mấy ông chạy lên nói thưa thầy, tối nay cho con ngủ với thầy. Một cái câu nói như vậy thôi, tự nhiên nó an ủi mình rất là lớn và làm mình rất là vui. Là tại vì mình thấy cái tình nghĩa thầy trò, cái tình cha con. Và khi mình tối và mình đi vô rồi mình ngồi thấy mấy chú niệm Phật, xong rồi mấy chú im lặng, mấy chú đi ngủ. Và khi mình thỉnh thoảng mình đi vào phòng hoặc là mình làm việc, mình nhìn mấy ông ngủ, ông thì đá mền thì mình lại kéo cái mền, rất là hạnh phúc. Và cái tình nó rất là ấm áp. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng người mẹ làm cái chuyện đó, người mẹ cũng vui, và người con làm cái nụ cười của đứa con nít đó, nó hồn nhiên và nó không có chứa một cái gì phiền não hết á. Còn mình á buồn gần chết vậy đó, nhưng mà gặp cái người kia mình cũng nhăn răng mình cười, nhưng mà cái cười của mình nó gượng ơi là gượng. Nhưng mà phải làm. Vì sao? Vì sống là một nghệ sĩ. Chỉ có khi nào mình đóng cái màn nghệ sĩ đó lại thì mình mới đối diện thật với chính mình. Mình mới đối diện thật với chính mình. Ở ngoài người ta nói trời ơi ông thầy Pháp Hòa ông vui quá trời quá đất, nhưng mà ai biết trong lòng ổng như tương ăn phở. Chỉ có ổng mới biết chuyện đó thôi. Nên cái chuyện mà đa sự của mình là cái chuyện mình phải biết cái chuyện đa sự. Cái lúc mà mình đa sự mình phải biết mình đa sự. Đó là mình nói chuyện gia đình nè. Bây giờ mình nói tới chuyện xã hội, chuyện từ thiện. Ai đến một cái cộng đồng làm việc từ thiện á, người nào cũng có những cái thiện tâm và thiện chí hết. Nhưng mà đôi coi chừng nha, mình tu mình phải có chánh niệm cái chỗ này, là nếu mình không có, mình thiện tâm thiện chí mà mình không có ý thức rõ ràng cái gì nó đang khởi, gọi là cái tâm hành của mình á, thì cái thiện tâm thiện chí đó nó sẽ làm vơi đi một phần nào cái phiền nào, cái hạnh phúc, cái thân thiện với nhau. Và Pháp Hòa thường ví dụ, bây giờ mình nói cái ví dụ nhẹ thôi. Thí dụ như bây giờ á, có hai chú Phật tử lên chùa làm công quả. Một chú á, thì muốn làm cho chùa được sung túc bằng cách là làm cho cái người đến rất là thấy thoải mái, cho nên chú này xài sang. Thì cái thiện chí của chú là gì? Cũng muốn làm cho chùa sung túc tín đồ. Mình nói ví dụ như vậy. Cái chú kia thì cũng nghĩ đến chùa, nhưng nghĩ cho chùa sung túc, muốn chùa có dư, cho nên cái chú này mà hà tiện.
Thì giờ hai ông thiện chí hết không? Thiện chí hết, ông nào cũng muốn clip cho chùa. Nhưng một ông hạ tiện chứ cái ông mà không hạ tiện thì nó chói nhau. Đó, vì vậy cho nên mà nếu mà mình biết dung hòa thì sao? Tri cơ đó, rồi dung hòa thì tự nhiên nó nhàn. Cho nên cái phiền não khởi dai đa sự. Đa sự thì ai mà chẳng đa? Đa là nhiều đó. Ai cũng đa hết á. Nhưng mà quý vị biết không? Chúng ta phải học làm con cá. Học cái hạnh của con cá là sao? Là cái đuôi á, hãy con cá mà nó dưới nước á, là cái đuôi nó luôn luôn nó ngoắc và nó lòn lách để mà nó sống và nó đi. Phải vậy không? Cho nên cái tổ chùa đó, cái mỏ đó khắc hình con gì? Khắc cái hình con cá. Con cá là để nhắc mình gì? Người Phật tử là phải luôn luôn học cái hạnh đó, sống làm sao mà uyển chuyển như là con cá. Và sống làm sao mà đừng có buông xuôi, sống phải cho vui và sống cho tích cực. Biết nó buồn, biết nó khổ, phải cố gắng tìm con đường vượt khổ. Giống như cái sự thỉnh mỏ đều đều, thỉnh nhanh. Hễ những lúc nhanh thì phải tụng nhanh, mà những lúc chậm phải tụng chậm. Cuộc đời của mình cũng vậy. Những lúc nó thăng thì biết nó thăng, mà nó trầm mà biết nó trầm. Lên thì bay như rồng, mà xuống thì bò như rắn. Cái chuyện mà lên voi xuống chó là cái chuyện thường mà. Cái chuyện mà nhậm vận thạnh suy vô bố quý, mà thạnh suy như lộ thảo đầu phố. Ngày vạn hạnh nhắc mình như vậy đó. Cuộc đời mà thấy thịnh thấy suy, lòng không sợ. Bởi vì sao? Bởi vì thấy rõ cái chuyện thịnh suy như là giọt sương phơi đầu cằm. Đó là câu thứ nhất. Phiền não khởi giai đa sự. Bây giờ câu thứ hai. Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Đa ngôn là gì? Nói nhiều. Mà người xưa có câu là đa ngôn là đa oán. Ở đời nó có hai loại nói. Cái nói mà người ta nghe, người ta thích, người ta hạnh phúc, người ta ăn vui. Rồi có những cái thứ nói mà nó chỉ đem cho người ta cái bực bội, cái phiền não. Cho nên trong kinh có câu đó: im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Nói là bạc, nói là vàng, nín là bạc. Mình phải làm sao mà nín nói đều là vàng với bạc. Cái đó mới là khéo đó. Bởi vì sao? Người nào á, mình cũng sống như thế này, ai cũng rất là mâu thuẫn. Khi mà quý vị thấy được có đôi khi chính bản thân mình cũng mâu thuẫn với chính mình, thì bây giờ cuộc đời mà con người mà người ngoài mà có mâu thuẫn, họ có không thật thì cái chuyện đó cũng thường thôi. Đời nó là phải vậy. Thí dụ đây, mình nói như thế này: cái tính của tôi á, nó thẳng như ruột ngựa. Và tôi á, là người biết phục thiện lắm. Chị hay anh hay bác hay chú thấy tôi có lỗi gì cứ việc chỉ đi. Tôi sẵn sàng, tôi nghe và tôi nhận cái lỗi đó. Nhưng mà khi mà người ta mà chỉ lỗi mình á, đố quý vị mà bình thản an nhiên. Thế nào rồi mình cũng phản ứng à. Mà không có người mà khéo không phản ứng, mà nghe là bằng hành động, thì nó cũng hiện lên cái mặt. Mà nó không hiện lên cái mặt thì nó cũng hiện ở đâu? Nó hiện ở trong tim. Đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Ai cũng nghĩa là cầu xin chỉ giáo hết á. Nhưng mà khi mà người ta chỉ giáo cho mình, hình như là mình không mấy gì vui. Rồi bắt đầu mình bẻ nghe: ô đâu có, tại tôi muốn như vậy đó. Tại tôi thích như vậy đó. Tại cái kiểu tôi là như vậy đó. Cái là mình phải kiếm một chút gì đó để mình pha chế vô, để cho nó giảm cái đó đi. Đó là một sự thật. Mình tu á, mà mình có an nhiên, mình có thảnh thơi, mình có nhẹ nhàng được trong tâm hồn của mình hay không, là do mình có chấp nhận sự thật hay không. Cho nên cái chuyện thị phi á, là cái chuyện quyền của người ta. Người ta có quyền khen chê, tốt xấu, bình phẩm, luận nghị. Còn cái chuyện tiếp nhận nó hay không là cái chuyện của ai? Chuyện của mình. Sống ở đời phải có dư luận.
Nhưng cái dư luận nào mà nghe đúng thì mình phải sửa chứ. Họ là thiện tri thức của mình. Nhưng mà cái dư luận đó mình thấy phải thôi thì sao? Thì cứ bình thường. Đó là gì? Đó là đạo. Tâm bình thường là đạo. Mà cái đạo đó nó có nhan sắc không? Đâu có nhan sắc đâu. Nhưng mà sống được dưới cái đạo đó thì mỗi ngày mỗi thêm hoa, thêm gấm. Một vị thiền sư ở Việt Nam nói như thế này: đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Sống được như vậy thì trong 3000 cõi ngồi đâu cũng là nhà của mình hết. Tối hôm qua Hòa mới nói đó. Cái chỗ mà mình gọi là yên đó. Đây nè. Cái tọa cụ ở Việt Nam làm gì mà vô trong chùa mà được cái tọa cụ với cái bồ đoàn này mà ngồi? Ngồi ở dưới gạch không à? Ở đây là vô chùa có cái tọa cụ, có cái bồ đoàn. Vậy đó mà ngồi còn chưa yên nữa. Ngồi 5-10 phút kia là nhìn cái đồng hồ. 3-7 phút là sờ sờ cái bụng rồi. Vậy thì cái chuyện mà đa ngôn á là lời nói nhiều. Như người Phật tử á, mình phải quán lại cái lời nói của mình. Cái lời nói nào nó có mang thiết thực cho người, có mang lợi ích cho người thì mình nói. Cho nên ngày xưa á, mình vô mình tu á, hay là những cái khóa tu lớn á, người ta dặn như thế này: ở nhà nói 10, vô chùa nói mấy? Nói 1 thôi. Có đôi khi mình làm ngược lại: ở nhà nói 0, vô chùa nói 100. Tại sao vậy? Tại nhà đâu có ai đâu cho nói. Rồi cái lâu ngày nó chứa nè, chứa trong này nè, nó cả bụng rồi. Thành thử ra vô là thôi, gặp là nói. Mới đầu là trời, nói mới đầu là nghe ngon cơm lắm, toàn chuyện tu không à. Nhưng mà tu đâu có mấy chút đâu. Rồi một lát cái là nó hú. Cho nên gọi là tu hú đó. Cho nên cái đó là cái mà mình cần phải thấy. Mà cái thời buổi này là cái chuyện mà truyền thông, cái chuyện mà đưa tin nó nhanh lắm, hơn Internet nhiều. Internet là quý vị phải log vô, rồi quý vị phải nghĩa là vô đúng cái website, rồi quý vị mới thấy được cái tin đó, chứ còn ở đây khỏi. Ở đây khỏi, nó vừa vô cái chỗ này ha, là nó ra đây liền. Ở nhà nào mà chẳng 5-7 cái điện thoại. Nghĩa là vừa nghe xong rồi là sẵn tay là chụp cái điện thoại bấm liền: chị hay gì chưa? Trời, cái chuyện nóng hổi mà chị không hay là cái chuyện dở đó. Tôi ở nhà mà tôi còn hay mà chị đi đó thường lệ, chị đi hàng tuần mà chị không nghe là dởm dữ à. Trời, mình còn khoe cái chuyện đó nữa chứ. Tôi ở nhà mà tôi còn hay nữa đó. Ồ, mình cứ nghĩ là mấy cái chuyện đó là mình hay đó. Nhưng mà đối với Phật, đối với chư tổ, cái chuyện đó là cái chuyện đáng quở. Phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Rồi bây giờ mình nói là mình cầu xin chỉ lỗi. Bây giờ người ta nói lỗi cho mình nghe rồi á, mình chưa nghe, mình phản bác lại. Cho nên quý vị phải đọc cái kinh gọi là kinh soi gương. Ngài Mục Kiền Liên dạy cho các sư em của Ngài, các sư đệ của Ngài. Ở trong chùa có cái truyền thống á, là mỗi một năm á, là an cư kiết hạ. Tức là chư tăng tập hợp lại, không đi đâu hết, phải tu học trong vòng 3 tháng. Thì sau 3 tháng đó rồi á, thì cái người kia phải đến với một cái vị thầy lớn. Xin lỗi, gọi là tự tứ. Chứ không phải tự tử nha. Gọi là danh từ gọi là tự tứ. Tức là tự mình phát cái lộ ra và xin người ta nhắc nhở mình. Thì mình chắp tay lại, mình nói: bạch Đại Đức, một lòng thương xót. Hôm nay là ngày chúng tăng xin nhận được cái sự chỉ lỗi. Con, gì đó, thấy con có lỗi gì, nói ra đó, mình nói ra. Còn ngoài ra những việc con không thấy, không nghe, mà nếu mà thầy có thấy, có nghe, có nghi, thì xin thầy thương xót làm ơn chỉ cho con
con sẽ như pháp mà sửa lỗi, sám hối. Còn nếu mà không thấy, mình nói trong thời gian 3 tháng qua, con tu học, nếu mà thầy thấy con có lỗi nào mà thầy nghe, thầy thấy, thầy nghi trong ba điều kiện đó, thì xin thầy thương xót chỉ. Rồi cái người kia mới nói trong thời gian qua, thay vì tự tứ thì cô đọc rung quá, đọc thành chữ tự tử. Vậy là phiền não khởi giai đa sự, thị phi. Cho nên đó, một trong 7 cái tài sản mà hôm trước mình học gọi là thất thánh tài đó, một trong 7 tài sản của một người Phật tử có được đó là gì? Đó là văn tài, cái tài sản của sự nghe. Khi mình nghe người ta nói đó, mình có tiếp nhận được cái lời nói của người ta không? Dù đó là lời nói không có được dễ thương, dù đó là lời nói cái sự là chỉ trích vân vân, nhưng mà mình vẫn bình tâm để mình nghe được cái lời đó không? Mình nghe được như vậy là mình có cái tài sản nghe, có một cái thánh tài. Người tu á, lạng hoạn là thất tình. Thất tình là gì? Không phải là cái chuyện nam nữ bỏ nhau gọi là thất tình đâu. Thất tình đây là vướng vào 7 thứ tình, là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Thì nếu mình nghe người ta nói mà mình mà không tiếp nhận thì mình phải sao? Thế nào mình cũng phải lọt một trong 7 thứ tình là gì? Là giận. Không mừng thì phải buồn, buồn và giận. Còn nếu mình vẫn bình thản là mình có thất thánh tài. Cho nên phải chuyển cái thất tình thần thành cái gì? Thành cái thất thánh tài, 7 thứ tài sản. Mà trong đó nghe là một thứ tài sản, gọi là văn tài. Văn tài. Phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi thổi nhẹ muôn phương mát lòng. Miệng người là cửa đền vua, phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nàng. Mình nói một lời nói ra giống như mình đi gặp ông vua vậy đó. Nói lạng hoạn là sao? Ông vua chặt đầu, ông vua phạt. Cho nên cái chuyện nói của mình rất là quan trọng. Phật nhắc rất là kỹ, ái ngữ phải được sử dụng. Con xin tập lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Cái bài nãy mình mới tụng đó. Xin tập ái ngữ, xin tập nói bằng cái ái ngữ. Bây giờ mình đi qua cái câu đối kế bên. Cái câu hồi nãy là một câu rồi, bây giờ cái câu kế bên nè. Tri túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Tri túc an phận, tri túc là gì? Tri túc là biết đủ. Tri túc là biết đủ. Mình mà không biết đủ á, thì chừng nào mình mới nhàn? Phải không? Mà mình không có thiểu dục thì chừng nào mình mới an? Mà biết đủ mà thiểu dục không có nghĩa là mình tiêu cực. Mà cái chữ tri túc, thiểu dục ở đây là tùy cái khả năng của mình có tới đâu, mình phát triển cho nó tới đó. Giống như ngày xưa các chùa á, cái bản vẽ của chùa đó là mình muốn lấn hết đất ra tới phía trước luôn. Là bởi vì á, mình nghĩ rằng ở xứ này nó lạnh nhiều hơn là nóng. Phần lớn các cái sinh hoạt là phải ở trong nhà. Cho nên mình không có thể nào mà mình xây cái kiểu như bên Mỹ mà chùa thiện chúc mà làm cái sân cho rộng để cho nó thấy cái vẻ đồ sộ của ngôi chùa. Ở đây mà nó không thể làm như vậy được. Chỉ muốn lấn hết thì chính phủ mới nói không được. Phía trước phải lấn vô 25 feet, phía sau phải vô 25 feet. Thì thôi giờ chính phủ cho nhiêu mình làm hết siêu quách tới bao nhiêu. Rồi cái basement á, mình muốn lên cho nó bằng giống như trên này luôn. Thì chính phủ mới nói bây giờ nếu muốn làm vậy là phải làm cái thang máy. Tại vì lúc đó không được gọi là basement mà nó gọi là floor. Lúc đó là cái chùa mình thành first floor với second floor là nó phải có thang máy. Mà hỏi cái giá cái thang máy là gần 50 ngàn. Thì mình phải làm sao? Mình phải thiểu dục tri túc chứ. Là bây giờ chính phủ cho bao nhiêu cao đó để khỏi cần phải tốn nữa thì mình làm. Chính phủ cho lấn nhiêu đó thì mình cứ lấn. Vậy thôi. Cái đó là một cái ví dụ cho cái sự thiểu dục và tri túc. Có nghĩa là mình phát triển hết cái khả năng của mình. Nhưng mà đừng có over. Tại over thì sao?
khổ cho mình và khổ cho người. Mình đâu có khả năng mà mua cái xe mà tới 5-70 ngàn mà lái, tưởng làm sao lái chạy dù qua cái ta nói trời ơi, bữa nay tôi gặp anh A, anh Bảy gì đó chạy cái xe 50 ngàn. Nhưng mà rồi thì tiền ai trả? Thì mình trả, bảo hiểm mình trả, trả hết á, người ta chỉ cho mình câu thôi. Ngon quá, chạy chiếc xe xịn quá, nhưng mình lại khoái cái đó chứ. Rồi mình phải khổ thôi. Rồi mình chỉ có khả năng mua một cái nhà chừng 100-200 ngàn, mình đi thấy bạn mình có một cái 300-400, mình cũng dện một cái 300-400, rồi công xương mà cài. Rồi chừng 2-3 bữa thì bắt đầu tóc thì bắt đầu nó có muối tiêu rồi. Nhưng mà ở cái xứ này á, theo ăn theo kiểu Mỹ, ăn theo kiểu Mỹ là sao biết không? Nó sợ cay, tiêu nhiều hơn muối. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tóc của mình nó bạc nhiều hơn là đen, gọi là tóc muối tiêu. Mà xứ này thì muối nhiều hơn tiêu. Mình đưa những cái ví dụ như vậy thôi, thì để mình mới thấy là nếu mình tri túc an phận thì thân vô nhục. Mình mà làm hơn khả năng mình á, mà mai mốt á, bị chính phủ nó kéo xe, kéo nhà hay là nhà băng họ tịch thu nhà, thì lúc đó gì? Mới cái đó mới gọi là nhục. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình ở cái nhà không bằng với người ta mình nhục, cái đó không có nhục. Mình an phận với chính mình thì không có gì phải nhục hết á. Còn mình mà mình muốn tranh đua với đời mà khả năng mình không có mà bị người ta, bây giờ thử quý vị thử nghĩ đi. Mình ở cái nhà 100 ngàn rồi, đỡ hơn là dện cái nhà 200, rồi mai mốt không có tiền trả, rồi phải bán cái nhà đó kiếm cái nhà nhỏ hơn, hay là bị nhà băng lấy cái nhà đó, rồi cái đó gọi là cái gì? Cái đó nó mắc cỡ chứ, cái đó mới kỳ chứ. Còn cái chuyện mà mình vẫn cái bình thường, nghĩa là đôi bình. Bây giờ hỏi thiệt quý vị, chứ quý vị muốn cuộc đời mình bình hay là muốn có sống? Nói thiệt đi, có sống hả? Rồi có sống thì thầy ế rồi, mỗi năm không có cầu an. Là mình lên lại Phật, con đâu có cầu gì đâu Phật. Con an phận lắm à. Bây giờ cho con đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, gọi là cầu vừa đủ xài. Mà xứ này chắc phải thêm trái này, trái chôm chôm. Là chôm vừa đủ xài. Hỏi tới mình cầu Phật là cầu cho bình thường. Nhưng mà ai mà lại hỏi mình chứ sao, lúc này chị anh sao? Bình thường, chán phèo. Như vậy thì mình có mâu thuẫn chưa? Cái gì mà nó sóng gió với mình á, thì mình mới nói là sao? Tôi khổ quá, tôi cầu cho tôi được cái đời sống bình thường mà sao tôi không được. Mà khi mà nó thường quá, cái nó chán chết, không có gì đặc biệt. Rồi lâu lâu mà nó nổi cơn sóng gió là nó bất bình thường đó. Rồi lại cười, lại không chịu. Như vậy thì chính mình mà mình còn chưa có biết mình nữa. Mà chưa thấy được mình thì làm sao mình thấy người? Chưa chấp nhận được cái mình thì làm sao chấp nhận được người? Cho nên cái chuyện mà nếu mà mai mốt á, mà mình bị người ta la rầy, người ta không chấp nhận, đừng có buồn, là tại vì chính người ta cũng chưa chấp nhận người ta nữa. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là mình quán mình nè. Đôi khi mình còn chưa chấp nhận được mình thì cái chuyện mà người khác chấp nhận mình á, là cái chuyện hơi khó đó. Quý hiểu ý mà nói không? Vậy cho nên gọi là tri túc an phận thân vô nhục. Trời ơi, nó chửi tôi hoài mà thầy cũng cho tôi chửi nó một lần. Nó nghĩ tôi thì chắc sợ nó. À, thầy để cho tôi nghỉ tu 5 phút thôi. Tôi chửi cho nó xong rồi thì tôi tu lại. Không có sao hết. Chùa mình nhiều kinh sám hối lắm thầy ơi. Và thầy nghĩ là con lại sám hối hồng danh bửu sám mà không hết tội, thầy đưa con cái cuốn Lương Hoàng Sám đây. Con lại cho. Lại xong rồi con chửi cho nó sướng chứ. Cái đó thì cái đó chưa phải là tôi. Gọi là tri túc an phận thân vô nhục. Bây giờ đó là mình biết đủ, mình an phận thì không bao giờ có chuyện nhục. Rồi cái lời thứ hai nè, là thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Thiểu dục là gì? Là biết đủ. À, xin lỗi, thiểu dục là ít muốn. Thiểu là ít đó. Ít muốn. Ít muốn. Dục là muốn. Thiểu dục. Tri cơ. À, ở đây là cái keyword. Cái keyword ở cái câu này là tri cơ. Tri cơ là gì? Tri cơ là biết căn cơ. Biết thời cơ. Giống như người Tàu nói là gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa vậy đó. Mình biết cái cơ của mình nè. Có làm được cái chuyện đó không?
mình biết cái thời điểm nó tới chưa cho mình làm cái chuyện đó. Mà nếu mà mình chưa tới thời cơ, mà chưa đến lúc, chưa đến thời, chưa phải của mình mà mình vẫn miễn cưỡng mình làm, thì cái chuyện đó gọi là gì? Gọi là tâm không có nhàn. Cho nên gọi là thiểu dục tri cơ, tâm tự nhàn. Mình biết á, mình là cái người không có giỏi buôn bán, tại vì cái đầu óc của mình nó thuần lắm, nó không có thể nào mà nó lanh lợi, nó gạt gẫm mà nó nói cho người ta mua được thì mình không làm, còn mình miễn cưỡng mình làm thì mình lỗ. Ở đây là nó vậy. Cho nên gọi là thiểu dục tri cơ. Và tri cơ là gì nữa? Tri cơ là cái người biết ứng xử. Tri cơ là cái người biết ứng xử. Và tri cơ là cái người sống biết chấp nhận. Vì chấp nhận cái gì? Pháp nhĩ như thị. Quý vị, bữa nay Pháp Hòa truyền cho quý vị một câu thần chú. Pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ như thị là sao? Là tất cả sự việc trên thế gian này nó là như vậy. Có nhân thì có quả. Trồng ớt thì hưởng trái ớt, chứ không thể nào mà trồng ớt mà lên cây cam. Tạo nghiệp thì chuốc nghiệp, chuyện đó đương nhiên. Pháp nhĩ như thị. Cơm rượu nhồi dưới men, để đúng độ ẩm nó ra nước, nó ngon, nó ngọt. Mà làm không đúng cách, tay dơ, muối chưa đủ mặn thì nó đỏ ôm, nó chua lè. Hỏi sao vậy? Nó như vậy thì làm sao mà hỏi? Nó như thị mà. Hỏi khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mà hãy đói mà ăn vô nó no là cái chuyện nó như thị mà. Mà thấy đời nó như thị thì sao? Mình sống nó cũng như thị. Cái tâm tự nhà là cái tâm cũng biết bỏ đó, biết buông bỏ đó. Con cái anh chàng đó, ảnh khiêng ảnh giác quá trời quá đất, rồi người ta đưa ảnh bao nhiêu ảnh cũng khiêng ảnh giác hết. Cái thứ gì ảnh cũng khiêng ảnh giác. Tới hồi mà ảnh đi được một hồi á, thì người ta mới nói bây giờ nè, anh muốn nhẹ không, anh bỏ bớt đi. Cái thì anh ngồi xuống anh luyện ra bớt những cái gì anh không cần, cái tự nhiên khỏe nhẹ quá. Thì bây giờ quý vị mình kiểm lại cuộc đời của mình nè, quý vị thấy nè, khiêng nè, gánh nè, vác nè, rồi gì nữa, khiêng, vánh, vác, rồi khuân, nó nặng không? Nó nặng. Nhưng bây giờ chỉ cần bỏ dục, quăng, luyện, nhẹ. Nhưng mà đời nó khổ lắm. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Thấy người ta được, mình mất. Có thì khổ mà không có thì buồn. Thôi thà là có bộ khó, có mà để khổ còn hơn ha. Nhưng mà khổ quá thì lên mình nói trời Phật ơi, sao con đời này con thấy con đâu có làm gì ác mà sao con khổ dữ vậy. Thì Phật mới nói tại con khiêng nhiều, thôi giờ con bỏ bớt. Dạ giờ con thấy không có bỏ cái nào được hết á. Bây giờ cái hũ chao con cũng cần, mà cái hũ nước tương con cũng thích. Rồi rốt cuộc cái nhà con nhiều thứ lắm Phật ơi, nhưng mà hình như không có thứ nào con xài được hết á. Ở Việt Nam mà lâu lâu con tốn tiền 1 đồng 2 đồng cho con bánh á, da chai long dịch đi ngang con giác hũ chao ra con bán được. Ở cái xứ này con không được mà sao bỏ là thấy tiếc quá. Chưa đâu, lấy một cái hũ chao ra rồi ngồi cắt ca cắt cổm rửa úp cho khô, rồi mai mốt chật nhà đem dục. Thành thử ra giá chấp nhận trả tiền nước để rửa hũ chao, rồi mai mốt đem bỏ thùng rác đó. Mình có như vậy không? Có đó. Mình mỗi ngày là mình sống cái kiểu như vậy đó. Thành thử ra ngồi xuống bây giờ cởi coi coi cái thằng nào tôi ghét, cái anh nào tôi thương, mà rốt cuộc hình như ai tôi cũng không chịu hết á. Nhưng mà sao bỏ thấy nhớ nhớ. Thành thử ra rồi rốt cuộc nó chỉ có khác ở cái chữ thôi. Được mất. Cái người mà họ bỏ thì họ vui. Mình bây giờ mình bỏ rồi cái mình thấy người ta đó, mình thấy người ta có đó, cái mình cũng lén lén mình lượm trở lại. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa ở chùa Hòa dọn ha, dục bớt một mớ rác. Mà dục á là phải như thế này, là phải đích thân mình á cột rác rồi em bỏ vô trong thùng khóa lại, thì quả may cái đó nó không có rơi vô chùa trở lại. Còn mà Pháp Hòa mà luyện rồi mà để ngoài cửa đó nghe một lát thế nào á, hai cô nhà mình, một là cô Pháp Hiền, hai là cô Pháp Tịnh,
bằng mọi cách len lén nó sẽ trở vô chùa trở lại. Có một cái mâm mà nó cũ, trời ơi là nó cũ, nó nhăn còn hơn Pháp Hòa nữa, nó cũ rít còn hơn Pháp Hòa nữa. Vậy mà ba lần dục mà sao nó cũng lọt vô chùa đủ ba lần. Bữa nọ đi ngang mình thấy sao, ủa cái mâm này còn ở đây. Mình mà mấy cô pháp tịnh đó nghe, cổ mà nghe Pháp Hòa hỏi ủa sao cái mâm này còn ở đây là cổ lẻn cổ đi rồi. Là vì cổ sợ bị thọp. Quý vị thấy không đó, nhưng mà quý vị thấy không, có những cái thứ á, nếu cái thứ mà mình khiêng mình giác lâu nay á, nó vô hình vô tướng, và chính cái vô hình vô tướng mà nó nặng kinh khủng lắm. Cái ghét á, nó có hình tướng không quý vị? Cái thương nó có hình tướng không? Nó không có hình, không có tướng. Mà chính cái không hình không tướng đó nó mới nặng vô cùng. Nó là cái gì? Nó là cái thứ mà chặt không đứt mà bứt không rời mà. Giận quá, tao kỳ này tao bỏ, tao không có giữ đứa nào nữa hết. Mày đem đi healthcare mày làm như mày làm. Nhưng mà chừng bữa thôi, nhớ quá, thôi mày đem về cho tao. Không, làm sao buông được? Thì cái đó là cái tình mà. Cái đó là cái, bởi vậy cho nên á, cái Phật gọi cái đó là ái chứ không phải là từ bi. Ái là gì? Ái là yêu, mà yêu là dính mắc. Còn cái từ bi của Phật á, là nó khác. Từ bi là thương đồng, thương đủ, ai cũng như nhau. Còn của mình á, cháu này cháu nội cưng. Còn mình hay nói là cháu ngoại con người ta cũng thương ít ít. Còn nếu mình mà chỉ có một đứa là mình còn thương dữ nữa. Nói chung là tất cả những cái đó nó đều thuộc vào cái phạm vi của ái, mà bức không có được. Bức không có được. Quý vị thấy không? Cho nên là cũng một chữ thôi, cũng luyện, cũng dục, cũng quăng, cũng bỏ, cũng khiêng, cũng giác, cũng gánh, cũng này kia. Nhưng mà hễ từ cái chữ này mà qua chữ khác là thấy nó nhẹ rồi. Nhưng mà mình làm không có được. Cho nên học Phật á, không phải là học lý thuyết. Mà những cái gì quý vị nghe hôm nay á, là một to thuốc thôi. Nhưng mà chính mình phải tự hốt thuốc và sắc thuốc cho mình. Chứ còn không thể nào mà đem cái to về đọc á. Thầy dạy bỏ dục quăng luyện. Nhưng mà giữ nhỏ tè, bỏ dục quăng luyện, bỏ đâu đây? Bỏ dục quăng luyện nhưng mà chưa có bỏ được thì không có được. Giờ thôi cháu con thì ở cái xứ này thì phải giữ, thôi không nói đi. Có những thứ không có đáng để lòng, để bụng, mà vẫn để lòng, để bụng chi cho nó nặng vậy? Hỏi bữa nay em đi làm gì em giận ai vậy? Ở giận cái bà trong hãng á. Cái bà trong hãng có cho em chén cơm bên áo nào chưa mà sao giận bà lâu vậy? Mà không biết sao giận hoài. Như vậy thì mình làm khổ mình làm khổ người. Cái bà trong hãng bà không có nuôi mình ngày nào hết á, mắc cái gì mình phải vì bà mà mình giận. Và cái người kia họ nói một câu, họ nói xong rồi về họ ngủ rồi. Còn mình là cái người đang này nè, trằn trọc không có ngủ được đây nè. Rồi còn phiền cái người bên cạnh nữa. Nhiều thứ lắm. Vậy cho nên á, cái tâm mình nó chưa nhàn được là tại vì mình sao? Mình chưa biết buông, mình chưa biết cái tri cơ. Cho nên câu thần chú của mình hôm nay là pháp nhĩ như thị. Mỗi lần cái chuyện gì nó đến mà mình chưa chấp nhận được á, thôi mình chấp tay nói sao? Mô Phật, giờ học chữ Việt cũng được. Đời là như vậy. Đời là như vậy. Đó là câu thần chú. Rồi câu thần chú thứ hai mà khi mà mình muốn nói, muốn làm gì đó, mình nói tri cơ. Người Anh á, thì mình dạy cho họ một câu. Am I sure? Chắc chắn chưa? Are you sure? Khi muốn làm cái gì mình phải hỏi mình. Mình muốn bỏ cha, bỏ mẹ mình đi. Mình phải hỏi mình. Am I sure? Mình phải bỏ hỏi cái câu đó cho mình. Có chắc chưa? Hay là bỏ cha, bỏ mẹ đi rồi á thì quên xứ quên sở lâu năm không về, nhưng mà rồi lát rồi thì mình cũng phải tìm về. Tại vì sao? Tại vì lá rụng thì về cội mà, chuyện đương nhiên thôi. Cho nên đạo Nho mà người ta còn dạy mình nè, gọi là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ là đủ, đợi đủ chừng nào đủ. Rồi tri túc, tiện túc, biết đủ là vừa đủ, còn đợi đủ chừng nào đủ. Mà hãy mà muốn nhàn là nhàn, đợi nhàn còn khuya mới nhàn.
cái chuyện đó còn lâu lắm. Tại vì sao? Là tại vì cuộc đời là nó luôn luôn là nó đi tới như vậy. Thì thể còn cuộc sống là còn việc, còn tiếp xử là còn lời nói, còn đa ngôn, còn đa sự. Phải vậy không? Đa ngôn, đa sự, bởi vì mình còn đời. Mà bây giờ mình tu là để làm gì? Tu là để tri cơ và để tập cho cái tâm tự nhàn trước cái đa sự, trước cái đa ngôn. Quý vị thấy rõ không? Đa ngôn, đa sự là chuyện đời. Còn mình tu là để gì? Để có tri cơ và được tâm nhàn. Hay là ở cái chỗ đó đó. Cái người chưa tu nó khác với cái người tu. Mà nó nhớ một lần nữa, và nhắc đi nhắc lại, cũng không bao giờ thấy cũ, là gì? Tu không phải là cạo đầu mặc áo. Tu là cái chuyện hạ thủ công phu. Mình là một người võ sư, không phải đi đâu cũng múa múa để cho người ta biết mình là võ sư. Mà võ sư là chỉ cần họ dựng cái vai là bắt đầu cũng có thế phản bác. Mà đứng trước mặt cũng có thế phản bác. Và không cần đi đâu cũng cầm cái kiếm để chứng tỏ mình là một võ sư, một kiếm khách. Một người tu không phải đi đâu cũng cầm sơ chuỗi, nói chuyện thì nguyên thiên. Mà nam mô, hỏi sao mà chỉ nói mà chỉ lần chứ? Tôi nói mà tôi lần thôi chứ. Không cần. Rồi khi mình niệm Phật còn muốn tâm cho nó an thì phải ngồi kiếm chỗ mà an, là vì tâm nó chưa an, phải tạo hoàn cảnh cho nó an. Còn mà khi mà nó đã an rồi á, thì cái sâu chuỗi này nó cần gì nữa đâu. Mà nếu mà nói tôi lần mà tâm tôi an thôi thì cái sâu chuỗi này mắc cái gì nữa mà phải lần. Rồi quý vị còn nói con chưa tu được đâu, tại vì tham sân si còn một khối trong này nè, thôi để khi nào con bớt rồi con tu. Nếu mà nó bớt, nó hết rồi thì quý vị thành Phật rồi, cần chi tu? Chứ nó còn mình mới tu chứ. Cho nên mà hãy càng phiền não thì lại phải càng tu. Càng còn phiền não, càng đụng chạm là cứ càng tiến tới. Phải không? Ở trong kinh, trong luật có nói như thế này. Người tu á giống như lâm trận. Hèn nhát là bỏ chạy, là thua. Dũng mãnh tiến tới là thắng. Người tu cũng vậy. Khó khăn, phiền não trước mặt vẫn tiến tới thì mình vượt. Mà mình thấy khó, mình lùi là sao? Là mình thua. Và không bao giờ mình trở thành một người tu. Quý vị thấy Phật không? Đến cái ngày cuối cùng trước khi ngài thành đạo thì cái gì nó hiện trước mặt? Ma quân cám dỗ. Và đến bao nhiêu, khi mà những cái con ma đó nó bắn những cái mũi tên, thì cái mũi tên nó chạy thẳng vô Phật. Phật mở mắt, Phật nhìn nó một cái tự nhiên nó biến thành những cái hoa sen, nó cắm trước mặt ngài hết. Cái ý nghĩa đó nói là cái gì? Khó khăn là mũi tên, nhìn nó là gì? Là thấy nó, biết nó, tri nó, thì tự nhiên nó làm sao? Nó thành ra hoa sen. Cho nên hoa sen thì không thể từ chối bùn, tại vì không có bùn thì làm gì có hoa sen. Ở đời cũng vậy. Quý vị không khó khăn thì không bao giờ mình thành được đạo quả. Phải lấy khó khăn làm thú vị, lấy kẻ tệ bạc làm người giao du. Lấy khúc mắc, lấy ma quân làm bạn đạo. Lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du. Và phải coi thi ân như đôi dép bỏ, thì cái tâm mình nó nhàn được. Là gì? Rửa chén mà không thấy bực, dọn mà không thấy bực. Là vì sao? Là bởi vì biết rằng quét nhà, lau nhà, rửa chén đều là tu. Không phải tréo chân ngồi liêm diêm mới là tu. Là tại ai biết được tréo chân ngồi đó mà ngủ gục. Thì nó tha là làm mà mình vẫn bình an. Cho nên cái tâm mình nó có nhàn là ở cái chỗ đó. Quý hiểu ý không? Tâm tự nhàn là ở cái chỗ đó. Tự nhàn là vì sao? Vì mình biết rằng các pháp nó như vậy. Con ở cái xứ này á, nó lớn lên, nó phải có đi chơi, mình cấm nó không có được. Mà mình cấm nó quá thì nó bung. Và khi mà nó bung rồi cái mình hỏi sao? Tại vì mình cấm là như thị. Cho nên á, nhưng mà con cũng phải nghĩ lại nghe con. Đừng nói vậy rồi cái lấy cái đó là advantage. Con phải biết rằng cha mẹ thương mình, cho mình đi chơi, nhưng mình cũng phải thương lại cha mẹ. Đi có giờ, về có giấc. Ở đời mà có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Chứ còn mà cái kiểu mà mình chơi khôn quá, cái gì cũng mình hết thì không được. Cho nên sống được như vậy thì con cũng an nhàn, mà mẹ cũng an nhàn. Có những lúc phải rất là tay như vậy, và có những lúc phải rất là việc như vậy.
Được như vậy thì cái đó gọi là tri cơ đó và tâm nhàn đó. Cho nên hai câu đối này khi mà mình đọc thì Pháp Hòa suy nghĩ, mình ngồi mình nghĩ tới cái câu này thì mình tìm ra hai cái chìa khóa. Cái chìa khóa là ở cái chỗ gì? Cái chỗ tri cơ và cái chỗ tâm nhàn. Và sống được với cái tri cơ thì tứ khắc nó có tâm nhàn. Nó giống như là mình học Tam Thiên Tự hồi xưa vậy đó. Gọi là gì? Thiên trời, địa, đất, cử, cất, tồn, còn, tử, con, tôn, cháu, lục, sáu, tam, ba, gia, nhà, quốc, nước, tiền là trước, hậu, sau đó. Quý vị có biết cái cuốn đó không? Hồi xưa mà người ta học chữ nho, ta học chữ vậy đó. Học chữ thôi. Thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn là con, tử là con, tôn, cháu. Bái lại quy quỳ. Thì Pháp Hòa có một câu chuyện vui để kể quý vị nghe, nó kết thúc cái bữa nay. Hồi xưa ta học chữ nho kiểu vậy đó, cho nên vợ chồng mà gây gổ với nhau muốn ly dị đó, họ cũng không có ra tòa đâu. Ông chồng có viết cái tờ giấy ly dị, mà viết kiểu nào biết không? Mà dựa theo Tam Thiên Tự. Nói hồi xưa đó, anh thương em, anh cưới em, thấy không? Có thiên trời địa đất làm chứng, thấy không? Đem em về, có là phụ cha mẫu mẹ, họ hàng hai bên hết mà. Rồi chúng ta cũng bái lại quy quỳ đầy đủ. Cưới em về với mục đích là gì? Để em gọi là giữ nhà, giữ cửa, coi tiền trước hậu sau. Hả? Nhưng mà không nghĩa là để mà cử cất mà tồn còn cho gia đình anh. Nhưng mà không ngờ em lại ăn ở nghĩa là mã chó dương dê. Cho nên bây giờ quyết định anh không có còn tiếp tục sống chung với em nữa. Thì cái đó là một câu chuyện tiếu, câu chuyện vui mà để nói cái chuyện mà học Tam Thiên Tự ngày xưa. Và khi mà người ta muốn viết cái lá thơ, người ta nói cho nó cũng có vần, có điệu, có mạch lạc như vậy. Đó là một câu chuyện vui để mình học về cái chữ nghĩa văn chương của người xưa như vậy. Thì hôm nay, cái bài mà chúng ta nói chuyện hôm nay là hai câu đối, phải không? Phiền não khởi lên vì nhiều việc, thị phi có mặt cũng vì mình nói nhiều, phải không? Rồi câu thứ hai là nếu mình biết đủ, mình an phận thì không bao giờ có nhục. Mình ít muốn, mình biết cơ, căn cơ, mình biết thời cơ thì tâm mình nó tự nhàn. Đó là ý nghĩa của hai câu đối. Và đó cũng là cái buổi Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Chúc quý vị có một ngày an vui. Và xin thưa là ngày 10, 11, 12 nhằm cái dịp long weekend đó, thì thay vì mình sẽ có một khóa tu 2 ngày thì chúng ta sẽ có khóa tu 3 ngày. Như thường lệ là mỗi tháng có một lần, thì bây giờ mình làm cho nó hơi dài ra vì mình có được cái ngày nghỉ đó để mình ở chùa mình tu học cho nó vui. Thì xin đại chúng duỗi chân chút xíu cho khỏe trước khi chúng ta ra phía sau làm lễ.